Buổi sáng tốt lành. Đang đậm ngồi đi. Không, hôm qua tôi ngồi với ông Sơn rồi. Wow. Call me baby. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm kéo cả ghế ra. Tim xanh. Nghe coi rồi rồi nè. Các chàng trai đã thể hiện sự ga lăng bằng cách xung phong đi bưng đồ ăn sáng cho các cô gái. Đừng đang gì đâu. Đang của chị. Của chị luôn hả? Ghê. Của chị. Cảm ơn nhiều. Ê còn không, tôi rất quen á. Sao không? Còn. Em giỡn thôi. Anh già. Em mình có thể bớt sử dụng cái từ già được không? À, anh nhạy cảm quá. Để anh cho nó ngon miệng được không? Anh lớn trong nhà. Anh lớn, xin lỗi. Mời huynh. Cho em xin một ít. Đừng có cười. Sáng mà sao? Không nhà cười luôn. Không phải sao đi. Chị gặp em chị vui. Hả? Gì á? Đang hủ tiếu nhưng mà ngâm chó nha. Ơ kì vậy. Chương trình gì ạ? À? Chương trình lâm hao. À. Chị làm nhưng mà để cho người ta ăn đi mà. Ăn thịt không? Ăn đi. Mọi người có hay ăn sáng không? Gì vậy? Anh ăn thịt không? Không phải, anh em bị vướng cổ không? Vậy hả? Ừ. Có cần em... Không cần em, không cần em, không cần nữa. Mẹ cha cho vàng cho bạc không bằng nàng cho cục thịt. Con nghe cái nó muốn ăn luôn. Cái da tục ngữ nó mệt quá. Cảm thấy mệt mỏi. Rồi mọi người bạn nam dọn giùm nha. Đi đi. Bye bye mọi người. Bye em. Bye bye chị. Bye bye. Hoàng có một buổi quay nên không tham gia được với mọi người trong hoạt động sáng nay. Trong khi chờ các thành viên khác, Mai và Minh đã có một cuộc nói chuyện ngắn. Và hôm qua về thấy sao, cảm giác sao? Có ấn tượng được với anh nào chưa? Hơi buồn nha. Sao buồn, buồn ai? Thì em ấn tượng với anh Vĩnh ấn tượng với chị Uyên. Nói chung bình thường giờ nha. Ví dụ như là Vĩnh nó chỉ để ý một mình Uyên đi chẳng hạn, thì nó cũng chỉ đấy là một người để ý một người. Chứ nếu như mà Vĩnh nó để ý nhiều người thì lúc đấy em mới khó để em lựa chọn. Chứ giờ một chọi được, yên tâm không gì hết á. Ủa nhưng mà Vĩnh là đúng với gu của em luôn hả? Đúng rồi á. Kiểu Hàn Quốc á, kiểu chị ai Hàn Quốc cười, trẻ. Cười xinh, cười đẹp. Em mình cũng đừng nói vấn đề trẻ đâu. Oh no. Chứ anh thì sao, anh ấn tượng nha? Về cái nét mà gọi là baby dễ thương á, thì Uyên nó đang chiếm trọn. Tuy nhiên á, thì về cái cá tính mạnh mẽ cũng như là cái quyết đoán trong công việc á, thì thấy Trâm Anh nó đang hơn. Tại vì cái tính cách của anh nó không giống thằng đàn ông khác. Đàn ông khác là thích phải bánh bèo rồi là này kia. Còn anh ấy là anh thích mấy kiểu như là cá tính mạnh mẽ, như kiểu như là để san sẻ bớt những cái gánh nặng của anh nữa. Thuộc hết được à? Hoàng hậu luôn luôn đi cặp với nhau hết á. Hoàng hậu luôn lúc nào cũng bận. Lúc nào đi chung với nhau. Không phải chịu chết nào kiềm cớ giả bộ đi riêng. Ê có khi lắm nha, cặp đôi bí ẩn hiện ra bàn bạc cái gì đó. Em không có cặp đôi nào lên như vậy. Biết đâu được anh ơi. Một đứa đi ra từ lúc 7 giờ sáng, đứa ăn sáng xong mới đi. Ủa anh chờ, anh ơi cái đó như là anh ăn uống rồi. Em nếu như mà dễ suy đoán như vậy ấy, thì mọi người đều đoán được rồi. Hay là anh muốn người ta ghi anh, hay là anh muốn người ta ghi anh? Anh em giờ cái câu nói đó của em là người ta ghi anh em đó. Mà anh Minh có gì đâu để nghi, hay biết hết rồi. Đúng rồi. Bạn nhìn tôi bạn hiểu gì không? Hiểu nha, đồng hương, mình đồng hương mà. Mình đồng hương mà. Biết gì mà anh phải đưa. Đúng không? Đồng hương luôn. Đồng hương với em. Đồng hương, khát nước quá. Khát nước. Đi lấy nước đi. Để nhát nữa. Ê, tí nó mà nước ra đường anh uống trước kìa. Thôi, người ta đau lắm. Yes, go. Ê, ngồi xem ghé nha, ngồi xem ghé nha mọi người. Ngồi xem ghé cho vui nha. Ơi, Vĩnh ơi, xuống đây luôn thôi. Hiếu mất Hoàng và Hữu nên hoạt động sáng nay của các thành viên chỉ còn 7 người. Em bé ơi, em bé à, chị buộc tóc cho. Trời ơi à. Chú bé hay là cô bé? Em muốn làm sao? Em là một cậu bé, chỉ có anh Minh mới là chú. Trời ơi, cái câu đó là cái câu mà em tát thẳng vào cái mặt của anh đó.
Thế ơi à, tại sao bên trên kia ba người im lặng hết ta? À? Hình như là chúng ta đang xếp chỗ sai. Tại vì đáng nhẽ giữa ba người đó phải có một người nói nhiều để anh lên giữa. Trên này còn trống mà, còn sói này thật mà thấy không em? Nữa có dựa được không? Được. Không. Có tuột xuống không? Không dựa được đâu. Muốn dựa mà không tuột không? Muốn dựa mà không tuột. Đúng rồi. Là anh sao? Dựa vào vai anh. Rồi thằng bé là. Rồi tới nơi đi chạy nè. Phớt phay. Làm phớt phay thì sao? Xuống nè. Rồi bị lừa. Nắm tay hả? Chứ tự nhiên đưa tay cái gì? Đưa cái gì là biết cái gì rồi. Ủa, cái này là gì? Biết được. Nhân Chí Dũng trải nghiệm làm gốm. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trung tâm Top Level Nhân Chí Dũng. Yeah. Và bây giờ Thiên sẽ hướng dẫn các bạn đi một vòng để tham quan Top Level của chúng ta có những trò chơi gì và những trải nghiệm gì ở trong đây. Đây chính là khuôn viên chính của Top Level, cũng là nơi mà các bạn chúng ta sẽ trải nghiệm làm gốm. Đây chính là khu vực. Nếu các bạn chúng ta không làm gốm bằng bàn xoay thì mình sẽ làm gốm bằng nặng tay, là theo kiểu thủ công luôn. Thì đây là những vật cản đúng không thầy? Đúng rồi. Nếu như chúng ta không làm bằng hình trụ, bằng bàn xoay á, thì mình sẽ làm bằng cái này, là làm được hình hộp vuông nè, rồi làm cái dĩa hình vuông hoặc là hình dạng nào mà mình thích sáng tạo nhiều hơn. Tiếp khu vực thứ hai là làm khô và cắt gọt, nơi mà Nhân Chí Dũng chỉnh sửa sản phẩm lại cho các bạn đẹp hơn, láng hơn. Đây chính là khu vực Running Zone, chỗ này nó sẽ là trò chơi vận động. Mình sẽ có những khu vực như sau: khu vực để chúng ta dựng lều cắm trại, khu vực ở giữa này sẽ là nơi mà các bạn nhỏ tắm mưa nhân tạo. Tắm mưa nhân tạo? Đúng rồi. Thay vì mình đợi trời mưa xuống này lâu quá thì mình bật lên đi. Làm mưa nhân tạo. Rồi khu vực số 3 sẽ là khu vực chính của Running Zone. Nó cũng là tên của trò chơi luôn, đó chính là Running Zone. Bản lĩnh và trí tuệ, thì nơi đó các bạn sẽ được vượt các thử thách về thăng bằng nè, đi cầu tre, leo núi dây, xong rồi nằm sát để bò. Qua tới khu vực thứ hai là được ném phi tiêu, ném banh, rồi bắn cung. Xong rồi cuối cùng á, kỹ năng sống là các bạn sẽ được hóa thân thành lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Mà đám cháy đây là đám cháy thật luôn. Đây, ai có nhu cầu muốn tắm ra đây? Rồi mình đến khu kế bên là khu bắt cá. Là cá mua ngoài chợ. Cho nên là gì anh? Cá lóc. Thì cái chỗ này á, là mình sẽ thả cá lóc dưới đây nè, bắt xong thả về sông luôn chứ không có cho nướng. Ủa sao vậy? Mình nướng trên cái khúc cây kìa. Tại vì tập cho các bé yêu thương động vật với lại bảo vệ môi trường á, là cho các bé bắt cá xong thả cá về sông. Bắt được con cá rồi kìa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm làm gốm. Và như luật chơi của nhà chung của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải bốc thăm để tìm ra đội chơi của mình. Rồi. Giang sự khởi đầu nan. Giá nào cũng được hết. Như đây một cọng dây đúng không anh? Đúng rồi, một cọng dây nữa. Vâng. Rồi đây. Là lấy sao? Một cọng dây. Ôi vậy. Bất kỳ đúng không anh? Rồi bây giờ các bạn đã có con số rồi, các bạn hãy giơ con số của mình lên. Và bây giờ luật chơi của bạn hiện tại đang nằm trong túi của bạn Trâm Anh. Túi của Trâm Anh? Trong túi em á. Hai số liền nhau sẽ thành một cặp. Ôi, ba. Cột tay lại và thực hiện những công đoạn làm gốm. Ôi, sao? Ôi. Ba số. Cột. A, à, số 7. 1, 2, 3, 4. Ủa ai số 6 vậy? 5, 6. Ủa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 4, 5. 7, 4, 5. Hai tay lại làm. Ủa vậy số 7 thì sao chương trình? 3, 4, 5. Bây giờ các bạn có số liền nhau sẽ là một đội với nhau. Và các bạn sẽ phải bị cột tay nhau lại. Ủa, và thực hiện làm gốm. Còn đối với số 7 là số riêng lẻ thì bạn sẽ tự cột tay mình để mình tự làm gốm. Rồi bây giờ các bạn đứng người trước người sau lựa đi. Người nào làm trước, người nào làm sau. Hai em đứng sau anh. Rồi mình rồi, sẽ cùng các bạn. Ai làm? Luật chơi mới này hẳn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ. Nó cắn cắn rồi đó, nó cắn cắn rồi. Một cắn cái gì vậy? Cắn mà. Cái tay này cao cao lên tí mới làm gốm được. Ok. Trong tất cả các cặp thì có vẻ Uyên và Minh là thích ứng với tình huống này nhanh nhất. Cả hai đã có sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thank you.
được đó. Làm sao cắt được? Cắt được này em. Anh méo rồi kìa. Đâu cười không tay à? Ngang lại đặt. Thầy thấy bên em ok nhất không? Biết tại sao không? Tại vì ở bên này á là hai người cùng đẹp cùng làm. Miếng rồi. Miếng này của mình đây coi. Hai bé khéo tay quá à. Mà khó lắm, vừa tập chúng làm ít ngang về tay mình á. Hồi đứa này mình nó cứng lại lên trời đầu giờ. Cái này mà nó cứng lại. Cái này mà cứng lại nói chuyện có chủ ngữ vậy. Cái tay người ta chỉ vô rồi bà nhìn bà nghĩ bậy không à. Người ta râm luôn có quỷ theo sao. Vậy có mấy con quỷ mấy con quỷ theo lưng kìa thấy không? Mấy con quỷ đen, quỷ áo đen. Chút xíu nữa bới cơm đen luôn. Thầy tự hào với cái mình làm ra đúng không? Vì cái này lấy gì bới cơm vô ăn được. Ủa tao làm cái lọ cắm hoa á bộ. Tỉnh không alo? Cái đó là làm một mình em ăn. Đúng rồi chứ ai không có tình cảm. Ừ. Còn đây này tụi anh làm bằng cả trái tim. Sao anh nghĩ là không có tình cảm? Anh sai. Sai. Nó đẹp rồi. Anh đang sai cho nó khô. Anh đang sai cho nó khô. Anh đang sai cho nó khô. Nãy sao anh không nói chuyện ngọt với em vậy? Sao lại không nói vậy? À, mình xoay cho nó khô đi em. Rồi các bạn đã hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 3 là làm khô và cắt gọt. Chúng ta sẽ có 30 phút để đợi cho sản phẩm của mình khô. Để mình tiến hành bước số 4 là trang trí, vẽ và tô màu. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ đứng dậy và đi rửa tay. Các bạn di chuyển qua được, anh được bước qua nha. Đúng, sản phẩm mình cũng bước qua. Đúng rồi. Đúng là trong tình huống này thì rửa tay thôi cũng là một việc khó khăn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các cặp đôi thu hẹp khoảng cách. Không có miếng nào chứ, thấm vô áo chưa? Thấm vô áo chưa? Anh lên đây. Bên kia. Trong cái tập thể Uyên, Uyên móc ra khăn giấy. Cái người mà mình nghĩ là Uyên sẽ chấm đầu tiên là Uyên, nhưng không. Uyên chấm ngay lập tức cho mình trước, mồ hôi. Thì mình mới có thêm một cái cảm xúc khác nữa. Đấy là cô cũng có sự quan tâm ấy chứ. Vẫn quan tâm đến mình. Quả thật, Uyên rất quan tâm chăm sóc cho các chàng trai, từ khăn giấy cho tới nước uống. Này, lẹ lẹ đi con. Trời đất ơi. Thôi khăn nước cũng cho anh luôn. Em chưa. Đau. Ai. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Bây giờ các đội của chúng ta đã hoàn thành xong trải nghiệm đầu tiên là làm gốm. Các bạn chúng ta sẽ được di chuyển về phía lều chữ A. Chúng ta sẽ có 30 phút trong thời gian làm khô. Mình sẽ có 30 phút để tự do. Ai cần? Cô có được tài này không ạ? Dạ. Rất là tự do luôn. Đúng rồi. Sao? Tự do bên nhau. Dạ đúng rồi, tự do bên nhau. Và bởi vì Trâm Anh đang là người một mình, để cân bằng sự âm dương đó thì Thiên quyết định là mời Trâm Anh vào đội hai bạn nam. Thưa thầy, em có ý kiến ạ. Làm như vậy là phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Cảm ơn, không có ý kiến. Không có ý kiến à. Vậy là trong khi chờ những sản phẩm gốm được hong khô, các cặp đôi sẽ có thời gian hẹn hò riêng tư. Đã tìm kiếm được cái chàng trai cho mình chưa trong chương trình này nè? Theo anh là ai? Anh nói thử em nghe. Không thì anh đang nghĩ là em đang để ý một chút xíu đến Hậu. Ai Hậu á? Đúng không? Hậu hay là Vinh? Không Vinh thì anh nghĩ là em... tại vì là tụi em là đồng hương thì tụi em nói chuyện vui thôi. À đâu, kiểu như là cùng miền Tây nói chuyện vui. Anh nghĩ sao vậy? Hậu với Hoàng nè. Mỗi lần nói Hậu hay, em đang nói chuyện với Vinh em quay qua, quay lại. Là biết sao không? Lúc đầu là em nghĩ là cặp bí ẩn á là anh Hậu với bé Hoàng. Nhưng mà lúc sau á thì em biết là không phải. Em mà để ý cặp đôi bí ẩn nào là em sẽ để ý, anh hiểu không? Em nghĩ sao về anh? Anh hả? Nói thật lòng cho cô. Không, lúc đầu thì cũng có nghĩ, nhưng mà lúc sau á em kiểu như em thấy kiểu có chủ rồi, cho nên em với tính em nha. Cái gì?
Ở đâu ra? Nó nay mà em mà biết cái, không phải là biết cái gì một cái hay là em sẽ kiểu như em không có để ý tới nữa. Là em kiểu như em kệ đó. Đúng rồi đó, em kệ chăm anh đó, là chăm anh ấy có tình, không phải là có tình cảm mà kiểu như ấn tượng với anh này kia gì đó. Xong rồi nói là như em hỏi là thì thấy anh cũng thích vậy đó, cho nên không, thật ra là anh với chăm anh hợp đó là bởi vì này, cái gu của anh á nó là kiểu con gái cá tính thì cả em và chăm anh nó đều có. Cái thứ hai nữa là cái kiểu như là mạnh mẽ trong công việc á. Thì hai đứa lại cũng y chang. Còn em thì anh ít nói chuyện hơn, tại vì không có thời gian để cho hai đứa ngồi nói chuyện riêng. Em tính em không thích tranh giành, hiểu không? Cho nên là kiểu mà thấy nếu mà có ai để ý cái người mà em thì em cũng có để ý. Nếu mà em thấy ai thích quá thì thôi em không có. Em nhường hả? không phải là nhường, nhưng mà cái kiểu mình tùy duyên, hiểu không? Với lại đôi khi mà cái gì thứ danh giành vật mà không phải của mình thì nó cũng phải của mình. Nhưng mà ví dụ như là em với chăm anh cùng cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh theo kiểu như là ủa tôi với bạn cùng mới biết mà, thì cùng tìm hiểu. Ví dụ như anh với chăm anh đã từng quen nhau, đang quen nhau đi chẳng hạn, em nhảy vô thì nó khác, đúng không? Vậy có không? Có đang quen không? Không ạ. Có đang không? Biết cái gì không ạ? Thôi. Vậy cặp bí ẩn là ai? Anh không biết. Không, nói chung là biết là em có ý là tớ rồi, là vui rồi. Áo sự. Ủa vui chứ sao không vui? Có người để mình vui chưa? Và dần dần thì cũng chẳng biết lý do từ đâu mà lại còn ngồi sát thêm vào nữa. Thường mấy cặp khác là người ta sẽ cố gắng là vùng vẫy ra để mà tách nhau xa tí. Nhưng không, của mình với Uyên là lúc nào cũng tìm cách là gần lại nhau mà. Hai người có nói chuyện với nhau thì lúc đó mới hiểu nhau. Mà nghĩ là có để ý tới nhau. Nhưng mà tại vì chưa có khẳng định được là tại vì chưa có cơ hội nói chuyện.